ai hung mình, mình cũng từng đau người ta. Quý vị hung người ta bao nhiêu nụ hung thì đời này người ta hung lại bao nhiêu nụ. Đây cái gì cô cho trong lòng nói rằng chắc là những cái đời trước chắc là con thiếu nợ hung chồng cũng lắm. Ông hung cả đời luôn. Anh nên từ nơi đó thì biết rằng là cái nhân cái quả nó rất rõ ràng, mình thiếu bao nhiêu trả bao nhiêu mà trả lời nghe. Thí dụ như mà những đời kiếp trước quý vị thiếu người ta là 100 nụ hung thì đời này quý vị phải trả cho người ta là khoảng 101. Lời chứ đâu phải giỡn đâu. Lời á. Thí dụ như bây giờ mình giết 100 con gà thì mình phải trả nợ làm gà 110 kiếp làm gà. Là nghĩa là nó phải tăng thêm 10 kiếp nữa. Đó. Có nghĩa là nó phải lời đó quý vị. Đó, giống như mình đi ăn chợ bằng cấp của người ta là mình ăn cấp của người ta 100 triệu hoặc là mình thiếu nợ người ta 100 triệu mình không trả. Thì nhất định khi mình trả mình phải trả 101 triệu. Nhớ. Bây giờ nếu nói là trả 101 triệu thôi thì người ta sẽ đi ăn cắp, tại vì người ta dám có thể trả lời thì khi người ta cần quá, người ta quá khổ. Nhưng xin thưa quý vị, cái tội ăn trộm ăn cắp, khi trả cái nợ mà còn lời thêm, quý vị còn phải chịu thêm cái quả báo ở trong tam đồ ác đạo. Nó chưa có xong quý vị phải chịu cái quả báo trong tam đồ ác đạo. Mà nhất là người ta đi vào trong chùa như vậy mà mình dám ăn cắp của cái người đi vô chùa tu. Là người này là người quy tam bảo, họ niệm Phật là họ đã quy tam bảo rồi đó. Mà mình lại ăn cắp của cái người ở trong chùa, người ta đi tu trong chùa là ăn cắp của cái người mà đi tu trong đây gọi là ăn cắp của tam bảo. Mà ăn cắp của tam bảo Phật còn khó cứu hơn là người tạo tội ngỗ nghịch trọng tội nữa. Cái vị biết vì sao? Vì tam bảo đại diện cho tặng hư không pháp giới. Thí dụ như mình thiếu nợ của một xã, mình ví dụ như mình lấy tiền của một xã thì mình sẽ trả nợ cho một xã nghe. Mình lấy tiền của một huyện thì mình trả nợ cho một huyện. Mình lấy tiền của một tỉnh mình trả nợ cho một tỉnh. Nếu như mình lấy của công của toàn đất nước thì mình trả cho cả đất nước. Nhưng mà tam bảo nó không phải là một đất nước mà nó đại diện cho tặng hư không khắp khắp giới, nên lấy của tam bảo là lấy của tặng hư không khắp khắp giới. Nhớ không phải đơn giản nha. Đó. Nên khi mình đi vô chùa, cái ăn, cái uống hay bất cứ một cái gì, cành hoa, cái trái, tiệc đó không dám bẻ, không dám tì. Thí dụ như gặp trái xài mình thèm quá. Mình gặp cái thầy, con gặp trái xài con thèm quá, thầy cho con trái được không thầy? Đúng không? Mình hỏi một tí. Hay là mình trước nhà biết mình thấy thì mình muốn ăn. Ví dụ như bây giờ mà đưa cơm hộp mình khỏi cần hỏi, tại vì nó phát. Nhưng mà cái ngoài cái giờ đó mình đang đói bụng mình xuống nhà bếp cô. Tôi đói bụng quá cô cho tôi gói mì được không? À được cô. Là xong rồi đó. Chứ mình vô mình nói à mì nó lấy gói ăn. Không cần hỏi ai, hoặc là mình thấy Hoa Lan nấu hay là cái thứ gì đó, mình lấy mình ăn uống mình dùng tùy tiện thí đại. Mà chưa hỏi là cấp của tam bảo. Thí dụ như một món đồ nó không đáng cái gì đâu, mình mua thoải mái cái gì. Nhưng mà nó dính vô ngôi tam bảo là nó như vậy. Nhưng mà khi dùng của tam bảo mà có đàng hoàng trong đó thì cái phước rất là lớn. Cái phước rất là lớn. Thí dụ như bây giờ mình ở ngoài đời thời gian lâu lâu nó được vô chuồng lần đúng không? Là quý vị biết rằng cái duyên trần nó dài hơn là cái duyên đạo ở trong chùa. Thí dụ như những đức quanh năm những đức ăn cơm của chùa là cái duyên những đức là ở chùa là chắc là cũng thiếu nợ chùa. Rõ ràng mà đến cái cõi đời là vậy mà. Mình thiếu nợ chùa mình ăn cơm chùa. Đúng không? Mình thiếu nợ đời mình ăn cơm đời. Mình thiếu nợ chồng thì mình làm vợ người ta, thấy chưa? Nó rõ ràng cái nhân cái quả nó rất rõ ràng. Nên có nhiều người nói rằng là mà đi vô chùa mà bây giờ ăn uống không mà không dường thiếu nợ sao? Những đức nói rằng thiếu nợ chùa sau này vô đi vô chùa làm thịt chùa. Nên có một vị này là thiền sư, khi mà ngài nhập định mà đời trước của ngài là một con trâu cài ruộng ở trong chùa. Vậy mà khi ngài ngồi ngài nhập định thì tự nhiên cái ám ảnh của cái loài súc sanh nó xuất hiện. Tự nhiên ngài kêu gào ngài la ra thì người ta hỏi ngài, ngài nói thấy là những cái đời trước của ngài là con trâu cài ruộng trên chùa này. Thấy không? Nó có nghĩa là con trâu nó cài ruộng trên chùa này thôi mà đời sau nó làm một vị xuất gia ở trong cái chùa này. Thì quý vị biết rằng khi mình đi đến chùa mà mình tu hành nghiêm túc, mình công quả, mình làm những gì mình phụ trong chùa là duyên của mình ở hành đất dạng lạc đó. Trong những đời kiếp nào mà mình tự nhiên mình tái sinh là mình ở nơi đó, mình độ sanh.
Tại vì ngôi chùa nó đâu phải là 50 năm hay là 100 năm, mà nó mãi mãi ở nơi đó. Khi nó cũ rồi có người trùng tu cái ngôi chùa nó lại tiếp tục là một ngôi chùa. Nên cái mảnh đất giả lam nơi nào cái chùa chuyện xây lên thì trong nhiều đời nhiều kiếp là ở nơi đó là một ngôi chùa. Quý vị phải nhớ rằng không phải đơn giản là cái chuyện tự nhiên mảnh đất đó mà tự nhiên nó mọc ra một ngôi chùa, không phải đâu quý vị. Mà cái nơi đó nó đã từng có một cái nơi là tu hành, và cái nơi đó có rất nhiều người tu hành ở nơi đó rồi. Nhưng mà nó trải qua cái thời gian dài rồi bắt đầu nơi đó nó sang bằng và thay đổi, nó trở thành một mảnh đất mà bình thường. Nhưng mà tự nhiên cái mảnh đất đó rồi nó có một người xuất hiện giống như một cái nguyện đi đến đó để xây lại cái nơi ngôi chùa đó. Giống như cái ngôi chùa hồi tối mà quý vị lễ Quan Âm mà của Hòa Thượng mình đó, là nơi đó ngày xưa là một mảnh đất bình thường thôi. Nhưng mà Hòa Thượng là người khai sơn xây ngôi chùa đó. Đó là cái nguyện giống như Ngài đã từng ở cái nơi đó. Mà Ngài nói rằng là tôi khi tái sinh lại là tôi sẽ xây nơi này thành một cái ngôi dạ lam lại chỗ này. Đó. Cái nguyện quý vị, Ngài đến Ngài xây đó chưa? Bây giờ có nhiều người ta muốn xây cái điện nhỏ nhỏ, người ta xây, người ta đi xin tiền quá trời mà lâu lắm mới xây được, mà xin cái người ta không cho, hỏi han người ta không cho, mà có đưa chút ít, hiểu không? Như vậy mà Hòa Thượng mình xây quanh năm năm tháng xây hoài vậy đó, vừa hết tiền là có người đem tiền đến được. Thì quý vị biết rằng là cái nguyện Hòa Thượng là cái nguyện xây chùa, mà bây giờ nhiều đời nhiều kiếp cái nguyện nhất là hướng dẫn người ta niệm Phật, mà bây giờ hướng dẫn người ta niệm Phật mà không có cái chỗ ở thì lấy gì mà hướng dẫn? Bây giờ chúng ta đi ra ngoài săn, chúng ta ngồi niệm một chút chắc là có người đến mời mình đi quá. Ở đâu mà tập trung đây đông dữ, nó không có một cái địa điểm đó đây. Mà nhờ cái quay đức của Hòa Thượng ở đây là nhân viên Hòa Thượng dạy, nên mình đi đến đây mình hướng dẫn người ta niệm Phật, người ta niệm Phật được nè. Rồi thí dụ như mình ngồi ở đây là cái nơi này sạch sẽ gì, là quý thầy ở đây mỗi ngày đều lau dọn, đều coi chăm sóc nơi này, thì mình được đi đến đây mình ngồi. Nên mình đi vào cái mảnh đất Giả Lam mình mang một cái tâm cảm ơn Tam Bảo. Chỉ cần mang một cái tâm cảm ơn, cung kính cảm ơn Tam Bảo thôi. Gặp quý thầy, quý Hòa Thượng thì mình chào rồi. Nhưng mà mình gặp quý thầy hay mình gặp người cạo đầu, mình nói không, trong bụng mình đừng có nói rằng cạo chứ không biết có phải tu không, hay là ở ngoài đời người ta cũng cạo đầu, thấy không? Mình gặp là xa, biết phải không? Khỏi. Một người cư sĩ chúng ta gặp nhau cũng là chẳng phải Ai Di Đà Phật. Điều đó là cơ hội rồi. Nhưng mình ngoài đời bây giờ mình gặp cả mình xá, người ta sợ mình xá, ta định cho người ta chết. Mình không dám thôi, thật sự mà nói mình ngoài đời đi. Ví dụ như mình gặp người ta ngoài đời, mình gặp người ta mình chết, ta mình xá. Không có nên. Có thể mình quen miệng mình Ai Di Đà Phật không thì được. Nhưng mà mình vô chùa đây là cơ hội, không ai nói mình được. Mình ở trong chùa mình gặp người ta mình Ai Di Đà Phật, không ai nói mình được. Đây là một cơ hội để mình mà kết duyên cái việc câu Phật hiệu đối với tất cả chúng sanh. Nó rất là hay luôn quý vị, tại sao làm? Ba bốn ngày được ở trong chùa rồi quý vị buông xuống tất cả vạn duyên đi, buông xuống vạn duyên hết đi, để ba bốn ngày này cái cảm giác của mình nó tích tụ một cái nguồn năng lượng kết duyên với tất cả cái đội ngũ đại chúng này, vì con người ta cũng nhìn ông gì đâu mà môn tịnh độ mà đúng là một cái pháp môn đại thù thắng sao quý vị ơi. Bởi vì những đức nói một cái lòng tin, những đức đối với tịnh độ này lòng tin đến mức cực điểm rồi đó. Không có còn một chút gì mà nghi ngờ pháp môn tịnh độ này nữa hết. Từ một con người đơn giản mà đem pháp môn tịnh độ này đi giới thiệu cho thành quen, quý vị thấy rõ ràng. Những đức niệm Phật viết rồi, những đức ngồi xuống nói chuyện gì quý vị. Muốn nói bao lâu thời gian cũng được, nhưng nó không bị trở ngại cái việc mà mình nói chuyện mà bị hụt hẳn, hoặc mình nói chuyện mà mình bị lẹo lử, hoặc nói chuyện mà nó không có thoải mái. Giống như gặn, nếu mà những đức gặn từng câu chứ mà những đức nói giống như đức nghĩ liền. Cái kiểu như mà nó không ra hơn, lên bắt đầu quý Phật tử bắt đầu giáo giác gì tìm á. Nói kiểu đó là nó không nổi đâu quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng cái trôi chảy như một dòng suối nó ào 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 nó hoài. Rõ ràng cái câu Phật hiệu này mình niệm là niệm vô lượng trí tuệ, rõ ràng. Niệm vô lượng trí tuệ đó quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người cư sĩ bình thường thân niệm Phật viết rồi quý vị gặp người thuyết pháp ào ào vậy. Đến nói quý vị mà nghe như giảng mỗi ngày hai buổi đi, một câu em Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vạn sanh cực lạc quốc. Vì nghe như quý vị nói chuyện rất là hay, rất là lạ. Người trong chùa mình kìa, những cô phục vụ, những cô nấu ăn được kìa, không có những đức thử thôi. Quý vị mà gặp họ nói chuyện với họ đi, họ nói Phật pháp quý vị nghe, họ nói ào ào vậy đó. Nó mà có những đức thì không dám nói, sợ gặp những đức sợ nó không dám. Không có những đức thì nó ào ào vậy đó, chỉ dặn niệm Phật làm quá trời luôn á. Thấy không?
thì rõ ràng là nghe giết con người mình, tự nhiên con người nó khai thác được cái trí tuệ của mình. Cái quan trọng đặc biệt là mình rất bình tĩnh. Quý vị biết vì sao mà người tu tịnh độ mà kiên trì tu mà tính nguyện tu mà tại sao họ giảng pháp hay không? Tại vì nếu mà muốn giảng pháp hay là phải cái tâm nó định ngay câu Phật hiệu này. Nó định ngay câu Phật hiệu và lòng tin mới vô cùng vững chãi về câu Phật hiệu này. Khi mà giảng là nó dứt khoát vô cùng luôn. Nó không bao giờ lưỡng lự. Còn khi cái người mà tu tịnh độ mà tu phân vân hai á, là khi người ta giảng người ta sẽ phân vân lắm. Tại người ta chưa biết rằng cái câu này nó có chắc hay không? Nó có đúng hay không? Người ta sợ nó sai. Còn khi mà mình đã tính tịnh độ 100% là mình cách phương tiện mình quy hướng niệm Phật. Nên tất cả những cái điểm gì cũng quy hướng niệm Phật. Đã là quy hướng niệm Phật là nó không có sai. Quy hướng niệm Phật là nó không có sai. Chắc chắn luôn. Nên cái tâm mà nó tính tịnh độ rồi tự nhiên con người nó phát lên cái trí nó giảng pháp mà. Nó giảng tịnh độ ào ào. Nhưng mà pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn nhân sinh. Cái pháp môn nó rất hoạt bát, nó rất là nhân sinh luôn. Thấy quý vị thấy những đức nói chuyện một ngày 3-4 buổi bị dám nghe được luôn. Mà nghe mà nó thích chứ không phải là nghe nó chán. Nhưng Đức nói nghe nó chán, không có ai mà đi dành ngồi phía trước làm gì nó mệt. Bây giờ nó chán ngấy, bây giờ mình ngồi phía sau mình còn thẳng chân thẳng cẳng mình đứng mình đi ra ngoài được. Nhưng mà giờ mình đã dính vào cái phía trước này rồi, bây giờ mình làm sao mình chạy đi đâu đây? Sao mình chạy đi đâu? Hiểu không? Mà cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đặc biệt là chúng sanh nào cũng có duyên mà tin là tu được. Nhưng mà hình như cái pháp môn tịnh độ này là cái Phật A Di Đà, Ngài là bậc trượng phu, hình như Ngài cũng thương phái nữ nha. Nên quý vị quý rất quý cái pháp môn tịnh độ này, người nữ là độc nhất, đúng không? Bây giờ quý vị cứ nhìn xuống đi rồi quý vị sẽ thấy là cái dàn nữ là bao nhiêu liền. Còn bên đây nam quý vị coi chừng 20 ông à. Mà nữ mấy ngàn người. Vì thấy cái sự chênh lệch là nó không tưởng tượng được luôn. Nên quý vị coi là trong 48 lời nguyện có một lời nguyện mà Đức Phật A Di Đà Ngài dành cho phái nữ. Là Ngài khuyên những người nữ này nên nhàm chán phái nữ này đi. Mà quý vị thấy từ khi chúng ta sanh ra đời, chúng ta mang cái thân một người nữ. Và khi chúng ta lớn lên, quý vị thấy chúng ta là một người nữ rất nhiều thứ trở ngại. Rất nhiều thứ trở ngại mà cũng rất nhiều việc bị người ta nói được mình. Người nữ là bị nhiều thứ trở ngại và nhiều việc bị người ta nói được mình. Còn người nam có những cái thì người ta nói rằng ô đàn ông mà kể người ta. Nhưng mà người nữ người ta không dùng câu đó cho mình mà ta nói rằng đàn bà con gái gì đâu tùy tiện. Mắc nết. Thấy chưa? Chứ ít ai người ta nói dùng đàn ông câu mà giờ đàn ông mắc nết. Mà người ta lại dùng cái câu đàn bà mắc nết. Là kỳ. Thấy không? Đàn ông có khi người ta dạy ba vợ vậy mà người ta không nói. Mà đàn bà chỉ cần hai chồng đó là nói cho bà đó, hai chồng. Thấy chưa? Nó thật sự mà nói hai ba chồng là cũng cái quả báo. Chứ đâu phải là muốn mà có đâu. Ví dụ như mình sanh đến cái cuộc đời này là cái số phận mà chỉ có một chồng thôi à. Dù mình có khổ cỡ nào với thằng chồng này đi chăng nữa mà cái mình dặn là không bao giờ có thằng chồng này được. Tại vì cái nợ chỉ có thằng chồng này thôi. Nhưng mà nếu số mình đi đến với cái cuộc đời này là mình ba chồng thì dù thằng chồng nó có thương cỡ nào thì mình cũng lấy thằng chồng thứ hai. Mà chồng thứ hai có thương cỡ nào mình cũng lấy thằng chồng thứ ba. Mà chồng thứ ba này nó thương cỡ nào, nó quýnh cỡ nào thì mình cũng lấy nó, tức đó không bỏ nó. Đó là vì cái quả báo mình là chịu trả cho ba người chồng này. Nhưng mà có thể giải tỏa được cái việc hai thằng chồng sau không cần lấy luôn. Là khi lấy thằng chồng thứ nhất mà may thay gặp được thầy Nhật Đức. Gặp thầy Như Đức là cái gì? Là ông chia sẻ Phật pháp cho mình nghe. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng là Ngài đến thế gian với Ngài thuyết pháp để giúp cho chúng sanh chuyển nghiệp lực để phát nguyện lực. Vậy thì chuyển nghiệp lực là chuyển hai người chồng kia đi qua bên. Cái nghiệp lực mình không thể nào đi lấy hai thằng chồng nữa. Nên mình chuyển hai thằng chồng đi qua bên. Rồi để mình phát cái nguyện lực là mình chấp nhận trả một người chồng thôi. Chứ mình không tiếp tục bước tìm hai thằng chồng nữa. Thì quý vị đã chuyển được cái nghiệp hai thằng chồng rồi. Nhờ cái công đức niệm Phật mà tự nhiên chuyển nghiệp trả nợ hai thằng chồng. Nó thành trả một thằng chồng luôn. Mà trả hơi đậm. Trả một thằng chồng thì trả hơi đậm. Nhưng mà nếu mà quan hỷ trả thì không có thấy đậm. Quan hỷ trả thì không có thấy đậm. Quý vị biết rằng là người ta có thể vui trả nợ vì người ta có mục tiêu. Người ta có thể cực khổ thì người ta muốn đạt mục tiêu. Người ta đi chạy xe ôm, chạy xích lô. Mà ta chạy mà ta ho khạc ra máu luôn. Mà người ta đạt cái mục tiêu người ta sẽ làm được điều đó.
Người ta có thể bỏ công ra mấy chục năm, người ta cực khổ để người ta xây dựng một căn nhà. Người ta có thể cực cỡ nào chịu đám ăn xôi, người ta chịu đựng để cắt một căn nhà. Vì mục tiêu là cho vợ con người ta được có một cái chỗ ở đàng hoàng, cho chồng con người ta được một chỗ ở đàng hoàng, cho con người ta có một nơi che mưa che nắng đàng hoàng. Vì mục tiêu đó mà người ta có thể chịu cực, chịu khó, chịu mỏi mặt, chịu đám ăn xôi, chịu nhục nhã để mà người ta muốn đạt mục tiêu là có một căn nhà. Như vậy thì con người chúng ta bây giờ ở trong cái cuộc đời này, chúng ta chịu những cái khổ đau, chịu trả nợ, chịu khổ đau vì chồng, vì vợ, vì con được là vì sao? Vì chúng ta cũng có mục tiêu đi, nên chúng ta mới chịu đựng được. Mục tiêu đi của chúng ta là ở đâu? Tây phương cực lạc. Quý vị coi cái căn nhà ở thế gian này mấy chục năm nó diễn tay tá lả. Bây giờ mình đi về cực lạc là mình đời đời kiếp kiếp mình được ở cái quốc độ cực lạc, mà còn đi mười phương không pháp giới để độ sanh. Như vậy thì cái nơi chọn lựa này của mình thì chúng ta chấp nhận trả một cái giá rất đắt, khổ cực cỡ nào, bị gầy la, bị chửi mắng cỡ nào cũng chịu đựng được, nếu như quý vị thật sự muốn về cực lạc. Thật sự muốn về cực lạc. Quý vị biết rằng tối lễ Quả Bồ Tát là nhờ những cái buổi này nè. Nếu như mà quý vị mà không có những buổi này đi mà nói là hai ngàn lại, không có cửa đó đâu. Những đức nói quý vị biết rằng chỉ cần tối lễ 500 danh hiệu thì là khang tiếng rồi. Nhưng mà nhờ ba buổi này nó kích thích tư tưởng của mình làm cho mình nghe phát triển cái phước báo của mình lên lên. Nó từ cái phước báo đó phát triển, nó giúp trí tuệ nó phát triển, mọi phát triển lên. Nên mỗi một cái buổi này giống như mình rô đai để mà tối mình 500 danh hiệu. Bây giờ quý vị mà đi về đây mà nếu mà những đức mà không dành thời gian cho quý vị ba buổi từ sáng sớm ngày và 8 giờ rưỡi và chiều 1 giờ rưỡi, những đứa nói quý vị sẽ chán ngấy liền. Quý vị sẽ rất là buồn luôn. Dù quý vị có đi vòng vòng chỗ này đi một chút quý vị cũng buồn nữa. Và chắc là chiều mới chạy đến. Chứ không thể nào đến sớm làm gì. Như vậy mà cái buổi chia sẻ Phật Pháp này nghe, không sanh không biết thực kết hợp nghe. Đúng là nó lợi ích nhân sinh. Nó quá lợi ích nhân sinh luôn. Đó, lợi ích quá. Nên bây giờ năm nay là quý thầy đầu ghi qua cầu siêu, kệ mình cứ ghi. Cái tâm mình cứ ghi đi đi biết không? Cũng được được. Thí dụ như mình đặt tu mình hồi hướng cho người ta rồi mà mình còn ghi tên người ta ra. Để cái duyên người ta được ở trong cái ngôi tâm bảo. Ghi cái tên cái tờ giấy đó để trong cái tâm bảo. Là giống như bây giờ con đi đến đây được thầy cho phép con ghi tên cầu an cầu siêu cho người thân không? Dù họ chưa vô chùa tu nhưng mà cái duyên cái tên họ được ở trong ngôi tâm bảo. Sau này á giấy đốt vào trong ngôi tam bảo, lấy cho đào đạo lực chôn dưới đất để cho họ kết cái nhân duyên ở trong ngôi tam bảo. Thấy không? Có nghĩa là mình phải có một cái tâm như vậy đó, cái tâm chân thật như vậy đó. Rồi mình đến đây mình đủ duyên mình thỉnh tượng bộ tự tục mình đem đi mình làm thờ. Có nhiều người hỏi con thỉnh tượng Phật về con phải ăn quỷ Phật làm sao? Rất dễ. Bây giờ quý vị ai cũng biết lễ Phật và cái phương pháp lễ Phật của chùa mình ai cũng biết. Đa phần quý vị ở nhà quý vị đều hai thời công phu sáng suốt. Nhưng mà những quý vị ở nhà nên niệm Ai Di Đà Phật. Giữ cái từ khóa bốn chữ rất khỏe. Nếu bây giờ quý vị cho những đức chọn lựa, những đức sẽ niệm Ai Di Đà Phật. Từ xưa tới giờ những đức rất thích niệm Ai Di Đà Phật. Không phải là môi mà mình không thích, nhưng mà chữ Ai Di Đà Phật niệm nó nhẹ. Cái tông của chữ Ai Di Đà Phật niệm nó làm cho con người mình nó khỏe lắm. Còn cái tông Nam Mô Di Đà Phật làm như nó chữ Nam Mô nó nhát nhát quý vị. Cái chữ nhát như cái lễ Phật Nam Mô A, đó là cái nhát nhát hơn mà nó kéo ra. Còn cái Ai Di Đà Phật như địa chung, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, nó niệm cái hơi mình nó rất là trôi chảy ra nhẹ. Còn kia Nam Mô Ai Di Đà Phật, Nam Mô Ai Di Đà Phật, nó nhát chữ Nam Mô đó, mô nhát nhát. Nên cái hơi mình nó kéo ra nên cái niệm xong nó mệt hơn là Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Đó, thấy không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng ở nhà cố gắng có ngôi tam bảo an vị Phật bằng cách là lễ một thời an vị Phật. Quá dễ. Thỉnh tượng Phật về có bàn thờ sẵn chuẩn bị, đúng không? Tôn tượng lên qua quả trái cây bát nhang. Bây giờ nhà mình nhỏ quá khỏi thỏi nhang luôn, mua ba cái nhang điện cắm vô để suốt lúc nào cũng có nhang điện mà nhang không tàn, không có khói, không bị ô nhiễm môi trường, lỗ mũi hoặc không bị dính lọ. Hiểu chưa quý vị? Đi lên thành phố có những ngôi chùa hoa,
mà người ta thì biết là người ta đốt nhang nhiều dữ lắm, mà đốt nhang đến mức mình chạy vô mình chạy ra, chạy vô chạy ra vậy trong đó ngập chịu không nổi. Họ đốt dữ quá nên lượng mũi Phật đen thui, mặt mày của Phật đóng đóng bờ đen đen thui vậy đó, hiểu chưa? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tiện lợi nhất, ví dụ mình có ba cái nhang điện, còn lễ là gì cấm được cái nhang, hiểu không? Vậy thì nó rất là tiện, nghiêng nghiêng biết làm nghe, chứ ngoài ra thì đâu có nói tới ai cái gì chứ. Nó quý vị biết rằng là nó rất là tiện, mà nó khói nó không có xông lên nhiều quá. Đó nên từ nơi đó ở nhà thì nhà nhỏ 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 cấm ba cái nhang điện. Xuyên suốt lên trên bàn thờ để cái máy nhỏ nhỏ này Phật đeo cổ. Cái máy nhỏ nhỏ này Phật đeo cổ nghiêm xuyên suốt luôn. Hay cái đèn bóng sáng. Đây đèn bóng sáng này. Có liền đi chứ. À. Quý vị biết rằng là ông bà tổ tiên của chúng ta có khi chúng ta thờ bài vị đó, ông bà tổ tiên chúng ta chưa siêu. Có những người thì đang đọa lạc, có những người thì làm cô hồn, còn gọi là thân chung ấm ấm. Họ làm cô hồn thân chung ấm có khi vài chục năm, vài trăm năm vẫn còn thân chung ấm ấm. Nên tại sao mà chịu thố đi theo ngài Ngộ Đạt mà chờ 10 đời? Đó là thân chung ấm đó. Cái nghiệp duyên của cái tâm thức đó mà nó kéo dài 10 đời mà nó đợi cơ hội để mà đòi nợ. Vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng còn thân chung ấm rất là nhiều ở trên bàn thờ mình thờ đó. Gia đình mình thờ đó. Từ nơi đó mà họ cứ ở đó để mà họ nương vào cái bài vị đó. Họ ở đó trên bàn thờ. Mà bây giờ mình để cái đèn bông sen lên, mình bắt cái điệu niệm Phật. Mình bắt cái điệu niệm Phật mình để trên bàn thờ suốt luôn, nhỏ 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 vừa vừa. Thì ông bà mình phải ở đó để nghe có Phật hiểu. Chứ không lẽ ông bà đến ông bà nói anh thôi mày tắt giùm tao đi mày. Không có dám nói được. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu là mình bắt niệm Phật với ông bà mình nghe. Tự nhiên ông bà mình là thấy rõ ràng con Phật hiệu khi niệm ra. Khi niệm ra là tự nhiên có quang minh phổ chiếu. Tại vì sao? Vì quang minh Phật ấy đã soi gọi tìm người niệm Phật. Nơi nào có niệm Phật là nơi đó có quang minh phổ chiếu xuống liền. Từ nơi đó bao giờ như bị ngồi đây đông người, bị cảm giác bị ngồi yên. Ngồi yên được, nó không có cảm thấy mình bị lúng túng, bị khó chịu, mình phải đi ra. Nó có nghĩa là cái tâm của mình nó thoải mái khi ngồi đây. Mà cả đi ngồi đây ngủ gục thì cũng thoải mái. À. Ngồi mà nó ngủ gục nó cũng thoải mái nha quý vị. Tại vì sao? Vì được quang minh Phật A Di Đà phổ chiếu bao trùm ở đây. Mình được hưởng quang minh đó. Đó nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái đèn bóng sen để bằng thờ bắt niệm Phật xuyên suốt 24/24 để hoài. Ông bà tổ tiên mình nghe câu Phật hiệu giết rồi tự nhiên phát thanh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng mà một ngày mình bắt dài dài thuyết pháp để chỉ cho họ nghe, họ biết được câu Phật hiệu là thù thoát. Nếu không, không họ nghe vậy thôi mà họ chưa từng niệm Phật, họ không biết được cái niệm Phật thù thắng như sao. Ví dụ như nếu họ nghe được cái buổi này họ thấy là công nhận nhận ông thầy này ông già niệm Phật thù thù thắng gì đó, tôi làm ông bà tổ tiên ở đây hoài tôi thấy không có vui gì. Lâu lâu nó cúng được cái thì thấy mừng mừng, mà khi nó ăn hoài nó không cúng cái gì, hiểu không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mà tôi đi về cực lạc là tôi sung sướng. Đúng rồi, vậy thì bây giờ tôi phải niệm Phật về cực lạc. Mà chư hương linh chỉ cần buông cái tâm hận thù, buông cái tâm dính mắc của một địa điểm nào, rồi nương vào bổ nguyện mà niệm Phật. Niệm danh hiệu ta rước là Phật A Di Đà Phật nguyện. Nguyện thứ 18, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà, sẽ đến tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc. Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch thị bán chánh pháp. Tại vì cái người tạo tội ngũ nghịch thị bán chánh pháp họ không có niệm Phật. Nên ngoại trừ những người này ra. Nếu như người đã từng tạo tội ngũ nghịch thì bán chánh pháp. Tạo tội ngũ nghịch là như giết cha giết mẹ giết A La Hán, rồi làm thần Phật ra máu phá hoại Phật tăng, là năm tội này phạm một tội đọa địa ngục không có ngày ra. Mà phạm năm tội này là trừ hai người này ra. Phỉ bán chánh pháp, phỉ bán chánh pháp là họ không có tu. Nên hai cái loại tội mà tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp là họ đã tạo hai cái tội này họ không tu. Nhưng nếu ai đã từng tạo hai cái tội này rồi, như vua xà thế là có tạo tội ngũ nghịch giết cha phá hoại Phật tăng cùng giết đề bà Phật đa, có tạo tội ngũ nghịch. Nhưng mà thái tử A Xà Thế sau này ngài cũng làm vua vì giết cha để ngài muốn làm vua sớm, hiểu chưa? Khi mà sau này khi mà ngài tạo tội đã xong hết, khi ngài nghe đức Phật thuyết pháp ngài lại quay đầu. Vua A Xà Thế là quay đầu và tự tin không giảng rõ ràng trong kinh A Xà Thế Vương Tử có giảng như thế nào. Vua A Xà Thế sau này quay đầu niệm Phật. Mà ngài niệm Phật ngài tạo tội ngũ nghịch rồi mà ngài quay đầu niệm Phật. Ngài niệm Phật mà ngài giải dẫn là thượng phẩm chung sanh.
Có nghĩa là cái người tạo tội ngũ nghịch thủy bán chánh pháp mà quay đầu niệm Phật tin lên tinh độ 100%. Mà cái chỗ A Xà Thế Vương mà ngài giảng sanh mà thượng phẩm chúng sanh là vì cái tâm sám hối của ngài cao. Ngài quay đầu 180 độ để ngài niệm Phật luôn. Có nghĩa là ngài quay đầu ngài niệm Phật đó là một cái tâm sám hối cực kỳ cao độ. Như quý vị ngày xưa đã từng thủy bán tịnh độ đi, vì không thích tịnh độ đi. Nhưng mà bây giờ bị nghe rồi, tự nhiên mình tu một khoảng thời gian quá dài, những cái pháp khác mình thấy mình vô không nổi. Và càng nghe tịnh độ mình càng thấm được. Bây giờ mình quay đầu, con từ hôm nay con tin tịnh độ, con tán thán tịnh độ được không? Thì từ từ nó được, quay đầu niệm Phật. Giống như ngài Thiên Thắng cũng vậy. Ngài cũng là người thủy bát pháp môn tịnh độ đại thừa. Khi mà sau này ngài ngộ ra rồi ngài muốn cắt lưỡi. Cuối cùng sư huynh của ngài khuyên ngài như thế nào? Ngài xưa ông dùng cái lưỡi này phỉ báng đại thừa. Bây giờ tại sao ông dùng cái lưỡi này để mà tán thán đại thừa? Có nghĩa là chúng ta ngày xưa sai, không hiểu phỉ báng, không tin. Bây giờ hiểu rồi, quay đầu tin tu thì thành công có môn tịnh độ. Vậy thì cái môn tịnh độ này, cái người đã từng bắt kiếm với gian mà phá thai nhiều lần, lấy chồng người ta tùm lum ta lạ âm binh, lấy vợ người ta làm nhiều điều tội lỗi. Nhưng mà từ khi gặp tịnh độ là quay đầu nghe. Từ khi gặp tịnh độ là quay đầu 180 độ, mình quay đầu niệm Phật thì người này thành công. Thành công có đường nhân sanh chắc chắn. Chắc chắn ai cũng có cơ hội. Nói chuyện mà vỗ tay hoài thì cũng hứng. Được chưa? Quý vị biết à? Bây giờ những đức nói chuyện mà quý vị vỗ tay hoài là do nhiều đời kiếp những đức cũng từng vỗ tay khi quý vị nói chuyện. Mà quý vị tin rằng trong số lượng những con người như vậy, vẫn có những con người mình không thể nào vỗ tay được. Trong lòng mình nói rằng nghe được rồi vỗ hoài là gì? Là vì sao? Vì nhiều đời kiếp những đức cũng đã từng nghe quý vị, mà những đức cũng có cái tâm rằng là nghe được rồi vỗ hoài chi chi. 100% trong đó quý vị, nhân quả là tương đồng mà. Nhân quả là tương đồng mà, chứ giỡn giỡn nghe. Nhưng mà thí dụ như một con người giảng pháp mới mẻ rồi đi, lâu lâu cũng vậy, mới mẻ. Nếu như mà chúng nó không khởi sao giảng. Thí dụ như bây giờ mình với mình nói chuyện mà dưới ta ngồi thành mặt lạnh. Trong bụng nó đau chân quá. Xong mà mình nói chuyện trên đây mà dưới người ta làm này. Thêm cái nữa là không nhất là cái kiểu này là khó giảng nhất luôn nè. Ý nó nhức đầu quá. Nhức đầu quá, hiểu chưa? Nó hiểu chưa? Là trên giảng không nổi. Tại vì cái từ trường ở dưới đó nó phóng lên trên này. Đẩy xuống không nổi nữa. Ở trên đó. Đơ luôn. Hiểu chưa? Ngồi trên đây là cà lăm. Còn quý vị mà dưới háo vui là trên nói chuyện cho dạy. Còn ở dưới mà nó không đồng ý là trên nói chuyện cà lăm. Bình thường nói chuyện gì mà khi mà dưới người ta không chấp nhận là trên. Mình cố gắng tu hành rồi đi về chùa tu phước, tu phước tu duyên, rồi mình niệm Phật để mình giảng sanh về cực lạc. Tuy là cũng cái câu nói đó mà nhìn thấy háo hức thì nó khác, nhưng mà nó không hức, nó nói từng câu từng chữ nhưng nói mà không tu nhiếp được. Nói giống như là nó gượng trong tâm, nó không có tu nhiếp đâu. Mà khi mà nó nói mà mình trực chỉ tư tưởng mạnh xuống, khoan ầm ầm xuống lệ chứ là trả lên ầm ầm lên liền. Dứt khoát câu nói luôn, quyết định là phải dìa cực lạc, thấy không? Nó nên mỗi một con người chúng ta mà nghe tịnh độ mà nó háo hức gì, quý vị biết rằng đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tịnh độ rồi. Cái người mà ngồi đây mà nghe tịnh độ này là không phải đơn giản. Không phải đơn giản đâu, vì pháp này là pháp khó tin. Quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị biết là cái người mà ngồi nghe tịnh độ mà họ ngồi trong góc họ đó họ ngủ đi chăng nữa, duyên họ không đơn giản. Không mà nghe gì là cái người ngủ ta mở mắt liền, không nói vòng vo chứ nè. Tại mình nói là duyên người ta không đơn giản, nhưng mà vì người ta từng ở trong pháp hội ngủ. Nên đời này đến đây cũng ngủ nữa à. Không đơn giản đâu nghe quý vị. Nên từ nơi đó mà
mỗi một con người chúng ta khi mà nhân viên mà gặp tịnh độ này không đơn giản chút nào. Nó là kinh khủng lắm, nó mới gọi là ở trong cái hội mà nghe tịnh độ nghe hoài mà càng nghe càng thích. Tại vì sao? Vì cái tông của mình là ở cực lạc, mình nghe cái chuyện cực lạc Tây Phương là mình thích. Mình rất là thích hết luôn quý vị à. Nên cái thính chúng như là mai mốt về cực lạc là chúng ta bay đi mười phương chư Phật. Quý vị biết nghe, với cái số lượng con người chúng ta đông gì mà chúng ta ở cõi Ta Bà này, chúng ta nhìn cái lượng con người này mà đi đâu khó đi. Tại vì nó quá đông. Nhưng mà quý vị nói ở thế giới cực lạc nguyên cái dàn người này đó, họ đi cực kỳ dễ. Đi một cái vèo cái là cả vạn người, mà mười vạn người họ đi một cái vèo. Họ đến quốc độ của chư Phật. Tại vì cái quốc độ Ta Bà mình là quá nhỏ. Quá nhỏ. Cái cõi Ta Bà là quá nhỏ rồi. Bây giờ quý vị biết rằng là cái ngọn núi Tu Di lớn cỡ nào chưa? Mà trong kinh Du Lan thường ví dụ mà dù cổng cha cổng mẹ đi giác ngọn núi Tu Di, Tu Di cũng không trả ơn được. Thế chứ là cái ngọn núi Tu Di cực kỳ lớn, nên thường trong kinh là nhắc núi Tu Di rất là lớn quý vị. Mà địa ngục nằm trong ngọn ở dưới ngọn núi Tu Di, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà Phật ví dụ ngọn núi Tu Di lớn như vậy mà khi tán thán Phật, quý vị nghe bài tán thán chưa? Năm Tu Di Nguyễn Diễn Bạch Hào. Thì chúng ta nói cái câu Bạch Hào đây, chúng ta nói dễ hiểu nhất là một cọng lông, một cọng tóc. Nó ví dụ như giờ Bạch Hào ngay chỗ này nó có một cái cọng lông nguyên của Đức Phật A Di Đà. Vậy mà năm ngọn núi Tu Di đông đưa ngay chân vô cái cọng lông mại của Phật A Di Đà. Quý vị nghĩ một con người mà nói một con người đi là dễ hiểu nè. Một con người mà một cái cọng lông mi mà bằng năm ngọn núi Tu Di. Năm Tu Di Nguyễn Diễn Bạch Hào, bốn biển lớn trong ngàn mắt biết. Quý vị nghĩ coi. Bây giờ chúng ta ví dụ như biển Thái Bình Dương thôi mà bốn biển lớn trong ngàn mắt biết. Quý vị nghĩ tưởng tượng nổi không? Vì tưởng tượng Phật A Di Đà lớn cỡ nào chưa? Mà quý vị đi về thế giới cực lạc là nguyên một cái dàn người này mà bự như Phật A Di Đà luôn. Bự y rén Phật A Di Đà. Nên mới nói là quốc độ bình đẳng. Bình đẳng từ trí tuệ thăng tướng đẹp giống hệt nhau luôn. Quý vị nói đẹp giống hệt nhau chứ làm sao biết lượng người. Nhưng quý vị sống ở quốc độ quý vị sẽ tự biết hết. Tại vì quốc độ không thể nghĩ bạn. Vì nghĩ vì về cực lạc cái quốc độ bự của nào? Nếu như bây giờ mà Phật A Di Đà ngày xuất hiện mà ngày bự như vậy thì con người mình á, đừng có nói là con kiến mất công đi. Chúng ta giống như vi trần nhỏ như vi trần. Đối với Phật A Di Đà mình nhỏ như vi trần quý vị. Thì bây giờ chúng ta không thể nào mà xem Phật A Di Đà đẹp được. Vì ngài bự quá. Hiện trước mặt mình mà bự như vậy làm sao mình nói đẹp? Nên khi Phật A Di Đà thì hiện đến đây để độ sanh là ngài cũng nhỏ như mình mà chắc cao hơn mình chút. Tướng hảo quang minh cao hơn mình chút. Còn mình đệ tử Phật A Di Đà như những đức là bèo là hơi bị lùn. Lùn quá. Mình không được cao gì mấy. Chứ Phật A Di Đà ngài thì hiện đến độ sanh là ngài cao đó. Ngài cao hơn con người bình thường. Tướng ngài đẹp. Rất đẹp luôn. Dễ độ sanh. Chắc chắn luôn. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là tại vì sao mà cái cảnh giới bự như vậy? Tại vì cái phúc đức trên cảnh giới bự như vậy. Chúng ta ở cái cõi người mình mà mình lên cõi chờ người ta đã lớn hơn mình nhiều rồi. Quý vị biết rằng là giống như Tôn giả Mục Kiền Liên mà khi ngài dùng thần thông ngài bay, ngài đo lường được cái pháp âm của Phật thiết. Mà ngài bay đi đến một cái quốc độ của Phật gọi là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Như Lai. Ngài bay đến đó. Mà khi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Như Như Lai đang giảng pháp quý vị. Mà ngài bay đi đến đó rồi thì đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Như Lai nói rằng là khi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, không biết ở đâu có một con quy trùng nhỏ đang bay đến đây. Tôn giả Mục Kiền Liên mà ta nhìn là một con quy trùng nhỏ bay lại. Thì coi cỡ nào chưa? Thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Như Lai nói rằng không phải quy trùng nhỏ đâu. Đó là đệ tử Bạch Thượng Thủ bên cạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà. Đó là Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Trong hội chúng ai cũng cảm thấy nghi ngờ qua lời nói của Phật. Thì bắt đầu Đức Phật Thế Gian Tự Tại Như Lai kêu Tôn giả Mục Kiền Liên, ông hãy dùng thần thông thi hiện ra để cho những con người này có lòng tin.
Thì dùng thằng Thông biến ra cái là bự như những con người đó. Dùng bao nhiêu tư tưởng thằng Thông, những con người này tin liền. Đó là tôn giáo một kiện liền. Tại vì sao? Vì mình ở cõi ta bà mà thể hiện phải giống người ở cõi ta bà. Nhưng mình đi đến cõi chợ mình phải giống người cõi chợ. Mình đi đến thế giới của Phật mình giống thế giới của Phật. Mà Đức Phật A Di Đà cái quốc độ Cực Lạc Tây Phương, con người còn bự hơn những cảnh giới Phật khác. Quý vị phải nhớ rằng cái quốc độ Cực Lạc là trung tâm của quốc độ. Cảnh giới của chư Phật bao xung quanh. Còn thế giới Cực Lạc là trung tâm của quốc độ của chư Phật. Giống như thí dụ như ở thành phố, trung tâm thành phố là điểm chính, đúng không? Ở Hà Nội, trung tâm Hà Nội là thành phố, điểm chính, đúng không? Như vậy thì xung quanh là quốc độ của Phật. Nhưng Đức Phật A Di Đà ngày ở thế giới Cực Lạc là trung tâm của quốc độ chư Phật. Quá tuyệt. Mình về Cực Lạc đúng là mình về trung tâm của quốc độ chư Phật. Như vậy thì cái người ở trung tâm, quý vị coi ở thành phố, người ở trung tâm là người có giá trị, quý vị. Cái người mà nhà cửa ngay trung tâm thành phố đó là nó có giá trị lắm. Người đó là những phần nhiều là phước báo, người trí thức ở khu vực trung tâm. Như vậy thì quý vị về Cực Lạc là quý vị ở trung tâm quốc độ chư Phật, quý vị đi đến lăng cặn quốc độ chư Phật, quý vị vừa đến là chư Phật đều là như thế nào cho đệ tử đem pháp thoại ra để mời mọi người. Quá uy tín luôn. Uy tín quá luôn. Hiểu không? Nên ở cái quốc độ này mình chịu cực chút đi, chịu khó chút, đau chân đau cẳng. Nhưng mà mình nghĩ tương lai mình về Cực Lạc, còn nguyên một cái dạng người chúng ta mà về Cực Lạc là chúng ta cùng đi cúng dường mười phương chư Phật. Trời ơi, buổi sáng không, cái cảm giác mình vui, cái cảm giác mình vui là đặc biệt. Nhưng mình nghĩ ở Tây Phương Cực Lạc đi, buổi sáng mình đem giặt áo ra mình hứng hoa, hoa mạng Đà La, rơi xuống hoa, mà hoa đó thơm lắm. Mà còn những loại hoa nào rớt xuống thì lót cho mặt đất. Mình bước lên hoa mà lúng cả một cái khúc sâu hoa không. Cái cảm giác ở nào mà cái quốc độ Cực Lạc nó không có trời tối. Là cái thế giới Cực Lạc là toàn là sống sống ánh quang minh của Phật A Di Đà, lúc nào cũng là trong quang minh hộ chiếu. Mà cái quang minh này không phải là như mặt trời chói chang, cũng không phải là mặt trăng mà có chỗ sáng chỗ tối. Mà quang minh này là không có một chỗ che chứ, không có một cái chỗ nào ngăn chặn được quang minh. Có nghĩa là địa điểm nào thế giới Cực Lạc cũng sáng, không có tối 100% luôn. Vì sao chúng ta có thể giải thích chỗ này? Vì thế giới Cực Lạc là một quốc độ cung cực an lạc. Đã là cung cực là không có chỗ chướng, chỗ nào cũng tốt mới gọi là cung cực an lạc. Đã nói là viên mãn nên gọi là chỗ nào cũng tốt. Con người ở thế giới Cực Lạc viên mãn luôn, không già, không bệnh, không chết. Con người ở thế giới Cực Lạc trí tuệ cực kỳ lớn. Quý vị chỉ cần sánh với Cực Lạc, quý vị có thể đi tha phương để độ sanh. Vừa như Cực Lạc mà đi tha phương để độ sanh. Đang ngồi nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, như vậy mà quý vị có thể thăng thăng đi được luôn. Đang ngồi nghe thuyết pháp mà phẳng thẳng đi đến quốc độ khác. Trong cái lúc đang nghe thuyết pháp mà quý vị có thể quán cơ biết được là nhân duyên ở đâu đang cần mình và đi đến nơi đó. Quá tuyệt vời. Số 1. Quý vị coi, quá số 1 luôn. Bây giờ quý vị đang ở đây này, mình đang ngồi ở đây mà mình muốn đi tiểu đã khó. Chứ đừng nên phân thân đi đâu xa, con mệt. Đúng không? Cố gắng chịu đựng. Chứ đừng có nói mà đi đâu xa, nhưng mà thế giới Cực Lạc là tha hồ mà đi. Đi quá trời đi luôn, đi mười phương khắp pháp giới phân thân, đi đa dạng luôn, không có một cái sự trở ngại gì. Nhưng thân chính chẳng ở thế giới Cực Lạc nghe pháp. Cái này đúng là quá tự tại. Nghe rồi mà sáng nay ăn cơm nó ngon gì đâu. Trong lòng nó cảm thấy nó vui sướng gì đâu. Vậy là mình có cái nơi đi về đẹp quá, thiệt quá. Quá tuyệt vời rồi. Còn vị biết rằng là cái phương tiện, là cái nơi ở của mình là một phương tiện để đi. Có nghĩa là quý vị ở thế giới Cực Lạc, quý vị nói ở thế giới Cực Lạc còn là phải báo nhà bằng phải báo đó. Quý vị muốn nhà nào là có nhà này. Muốn nhà gỗ là ở nhà gỗ. Muốn nhà tường là ở nhà tường. Muốn nhà bảy báo là ở nhà bảy báo. Muốn nhà nào là ở nhà này. Quý vị muốn sao được vậy. Còn khi ở thế giới Cực Lạc quý vị, thí dụ như mình nói đi tắm đi. Cái chuyện mình ở đây mà nhà vệ sinh mình kẹt hoàn chết. Lễ lắm là bị vô có khi mà nó hôi. Tại vì sao? Vì đông người đi quá nên nó xả mùi ra lại. Giỏi là ngửi. Mình đi mình ngửi thôi, chịu. Hiểu chưa? Nhưng mà ở thế giới Cực Lạc, các người biết rằng là cái nơi tắm người ta là bát công đốc thị.
đi xuống gọi là nơi bát ân đức thị tắm nước đó, gọi là nước muốn đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến cổ thì đến cổ, muốn nước qua đầu thì qua đầu. Quý vị hỏi tắm xong có thay đồ không? Cần thay đồ. Tắm bằng công đức mát mẻ thoải mái vô cùng. Mình nói đây giống như phim, người mà không tin nó tưởng là phim. Nhưng mà thật sự trong kinh Phật nói, mình phải tin 100%. Những cái điều mà chúng ta phô diễn về tịnh độ, quý vị cũng phô diễn hoài cũng không hết cái tịnh độ. Tại vì là một quốc độ cùng cực an lạc mà phô diễn chút thôi, nghe là cảm thấy thích thú. Trong lòng của mình phải cảm giác cái nơi đó. Ví dụ như bây giờ mình ở đây mình đi học, mình muốn đi đến một cái quốc gia nào đi định cư, thì mình cố gắng mình học mình đi đến quốc gia đó. Mà muốn đi đến quốc gia đó mình phải cảm giác biết được cái quốc gia đó nó lợi ích gì, nó tốt gì, đại ngộ sao mình mới đi đến cái quốc gia đó. Chứ không ai dạy gì tự nhiên đi học cực khổ chúng ta nhắm mắt đi càng chúng ta đi đến nước châu Phi, hoặc là nước Ngâm Chắc chúng ta đi đến định cư đâu đó. Không ai tự nhiên đi làm gì, quý vị hiểu chưa? Mình đi học mình muốn chọn một quốc độ nào, quốc gia nào, mình đi đến mình phải tìm hiểu qua quốc gia đó. Sự đại ngộ sao, con người sống sao, có sự sang trọng hay là phước báo điều kiện sao? Không, bây giờ mình mới học, mình cố gắng rồi mình có điều kiện đầy đủ phương tiện rồi hợp lý hết hoàn toàn, mình đi đến cái chỗ đó định cực. Vậy thì bây giờ quốc độ cực lạc mình phải biết cái thế giới cực lạc tuyệt vời sao, mình muốn gì? Mình muốn về thế giới cực lạc là mình phải biết được cái thế giới cực lạc tuyệt vời. Mà mình biết sơ nhẹ thôi là mình đã muốn về cực lạc liền. Nghe rồi thì bây giờ chúng ta làm vợ làm chồng làm con, chúng ta hãy nhiệt tình đi. Chúng ta đi chùa 4 ngày này chúng ta nhiệt tình đi, hết lòng đi. Mai mốt mình đi về cực lạc, mình gặp nhau một cái là mừng rỡ vô cùng. Ô chị, mình đừng xưa lễ Hoa Âm Bồ Tát đại tùng lắm đó chị. Trời ơi, chúng ta đã về đây rồi, khỏi cần nhắc cũng biết rồi, biết hết rồi, đúng không? Đó, quý vị biết nguyên một cái dàn người mà đi về cực lạc rồi gặp nhau. Bây giờ quý vị coi, nếu như những đức ở đây chia sẻ một pháp mà quý vị nghe là quý vị niệm Phật giảng sanh hay hòa thượng mình, thì khi đi về cực lạc là hòa thượng dẫn đầu làm trưởng ban dẫn đi. Bây giờ nếu như quý vị là người ở đây là trưởng đoàn dẫn đi, thì quý vị về cực lạc quý vị làm trưởng đoàn dẫn đi cũng dùng 10 phương chư Phật. Có nghĩa là cái nhân cái quả nó rất là tương đồng luôn. Còn mình ở đây hướng dẫn người ta là khi mình ở thế giới cực lạc mình chia sẻ một pháp là những con người này cũng nghe nè. Tại vì sao? Vì cái duyên như vậy đó. Nên từ nơi đó quý vị biết nghe như vậy là quá tuyệt. Thôi bao nhiêu thôi, đủ rồi, nghỉ. Thôi chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Ai về đầu vào chúng ta chắp tay hồi hướng cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.